Xin chào tất cả các bạn yêu cây và chơi cây trên cả nước. Hôm nay là một buổi sáng mùa hè tháng 5. Mình xin giới thiệu tất cả các bạn một số những cây trong vườn nhà mình. Đầu tiên là một cây xanh quê dáng làng, có bộ bệ rất là đẹp. Nước ra thì nó già cóc cách rồi. Mấy năm trở lại đây với cái phong trào là người ta thích chơi những cây mini bonsai nhỏ nhẹ, một người bê hoặc là hai người thì khiêng nhẹ. Đây là một cái cây hai người khiêng nhẹ các bạn. Một cây xanh dáng làng, rất là chuẩn bonsai. Đây cũng là một cây si búp đỏ dáng làng. Được phối tiểu cảnh dưới là một lão nông đang ngồi nghỉ dưới bóng mát của dáng làng. Một chú trâu đang nằm bên cạnh. Lão nông đang nghỉ ngơi và mơ về một ngôi nhà đơn sơ của mình đấy. Một cây si búp đỏ dáng làng. Cây xanh ôm đá. Mình thì rất thích những cây tạo tác dáng làng. Cây linh sam đang bắt đầu có bông rồi. Đây là một cây xanh Nam Điền ôm đá, cũng là một cây dáng làng. Bên dưới là hai lão đang ngồi đánh cờ đấy. Một cây xanh ba vai ấy, cũng tạo tác ra dáng làng. Cây mai chiếu thủy. Cây dâm bụt. Cây xanh. Cổng làng đá ong, mái đình. Những cây xanh rất gần gũi với thiên nhiên, con người Việt Nam, cây đa bến nước sân đình. Mùa hè thì chúng ta không thể quên được hình ảnh cây phượng vĩ. Một cây phượng vĩ dáng lão cũng rất là đẹp, đang chờ nở hoa. Tất cả chúng ta ai đấy đều đã đi qua cái tuổi học trò, đều thích những bông hoa phượng chúng ta ép trong trang vở và vội vàng trao cho bạn gái vào những ngày bế giảng năm học, rồi những ngày chuẩn bị chia ly. Màu hoa phượng vĩ, màu đỏ, màu chia ly gợi nhớ cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Mình cũng có một cây phượng rất là đẹp. Đây cũng là một cây si búp đỏ ba thân, có cái bệ, bộ bệ rất là đẹp các bạn. Đây là một cây tường vi
cây tường vi này. Cũng là một cây tường vi rất là già rồi, gốc bẹ đấy ạ. Gốc bẹ rất là già. Tường vi đang bung lụa, chuẩn bị ra hoa. Với vô vàn những cái ngọn chồi rất là đẹp. Các bạn ngắm cây tường vi này. Tường vi có bóng dáng rất là đẹp. Bên cạnh là gốc sim rừng. Hôm trước mình đã làm video clip giới thiệu ra mủ. Hôm nay thì các chồi của nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Đây là cây sim đang ra hoa ra quả. Xa là cây lục vừng. Đây cũng là một gốc xanh rất là quái. Mình cũng đang chuẩn bị lên một cái chậu tàu nó xứng tầm với cái gốc đấy. Gốc rành rành. Đây là một tác phẩm rừng si tai chuột với 21 thân. Một rừng si, tác phẩm một rừng cây một đời người đấy ạ. Một cây xanh quê đang tạo tác xanh quê. Đây là một rừng mẫu đơn. Rừng mẫu đơn rất là đẹp. Khung cảnh buổi sáng mùa hè càng có bóng mát thì càng đẹp. Tác phẩm tường vi. Tường vi rất là đẹp. Hứa hẹn là mấy hôm nữa nó sẽ nở hoa. Thì đây là một trong những cây tường vi mà mình rất là ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.